Tống Lệ Chân mới nghe qua như tên người con gái Trung Hoa có nhan sắc đẹp tuyệt vời, tài danh nổi bật, được ghi trong sử sách lưu truyền cho hậu thế. Tôi không biết mỹ danh đó có từ lúc nào, xuất xứ từ đâu, nhưng nó đã chiếm một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nhiều sư đoàn chánh quy Bắc Việt được kiểm trợ bởi chiến xa và đại pháo hạng nặng ồ ạt tiến sang từ biên giới Campuchia và Hạ Lào theo đường mòn Hồ Chí Minh, với mưu đồ đánh chiếm hai tỉnh Bình Long và Phước Long để thành lập chính phủ gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam, gây hậu thuẫn quốc tế và đặt áp lực nặng nề cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn. Tống Lệ Chân là một địa danh, hay đúng hơn là một ngọn đồi chiến lược khoảng hơn 5 dặm về hướng Tây Nam của thành phố An Lộc. Ngọn đồi này nhờ nằm ở một địa thế cao, được trấn giữ bởi một tiểu đoàn biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa rất tinh nhuệ, nên nó chính là tai và mắt, không những cho thành phố An Lộc mà ngay cho chính thủ đô Sài Gòn, vì nó kiểm soát được sự vận chuyển của bộ đội Bắc Việt và cơ chế chiến tranh về hướng Tây Bắc Sài Gòn, đưa quân về Bình Dương, Lái Thiêu và Biên Hòa, nơi đặt bộ tư lệnh quân đoàn 3 chiến thuật. Vì trí cho chiến thuật và toàn bộ chiến lược xâm chiếm miền Nam, nên ngọn đồi Tống Lệ Chân là cây gai nhọn nhức nhối trong nách, Cộng sản quyết tâm phải nhổ nó đi bằng mọi giá. Từ một ngọn đồi hiền lành, xung quanh bao bọc bởi rừng xanh bát ngát, dưới chân đồi, một con suối uốn khúc quanh co, tô đậm nét như một bức tranh thủy mạc. Nếu không có trận chiến vừa qua, cũng chẳng có ai cần biết nó, như Penhead, Đức Cơ, Đắc Tô, vân vân. Những địa danh thật xa lạ với mọi người dân thành thị, nhưng bỗng chốc nó trở thành những danh xưng được nhắc nhở thường xuyên qua những trận đánh hải hùng khiếp đảm hàng ngày trên báo chí, đài phát thanh, màn ảnh truyền hình, đã làm chấn động lương tâm thế giới. Đã lâu lắm rồi, những vết tích tàn phá của chiến tranh trong trí nhớ gần như đi vào quên lãng. Nhưng chiều hôm nay, nó được hâm nóng và sống lại trong tôi, vì tình cờ đã gặp lại những chiến hữu cùng một đơn vị sau hơn 20 năm dài đằng đẵng cách biệt. Người hùng Tống Lệ Chân, cụ đại quý Lê Văn Cầu, phi tuần trưởng phi đoàn 237 Chinook. Tôi không dùng đại danh hay ca tụng anh để lấy lòng, nhưng sự thật đã xảy ra cách đây trên hai thập niên vừa qua. Vẫn chán người cày cày như ngày nào, nhưng không bao giờ thiếu nụ cười cởi mở buông thả trên gương mặt để đón chào anh em chiến hữu. Gặp lại anh trong bữa tiệc họp mặt tại thành phố San Jose, California, với một số anh em cụ lôi thanh như Nguyễn Mai, Trần Duy Tôn, Lưu Thái Ngọc, Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Văn Mai, Đà Nẵng, cùng hai phu nhân của hai anh Vũ và Mai. Thật sung sướng và hãnh diện, tôi được may mắn gặp lại anh em đã có một thời chiến đấu vào sinh ra tử co nhau, chia sẻ từng bịch gạo sấy, lon thịt heo ba lát, cùng ngồi ăn trưa dưới bụng tàu trong những buổi trưa hè nắng cháy ở vùng hỏa tuyến Tây Ninh. Bây giờ gặp lại các anh em ở vùng đất xa lạ này, chúng ta tuy có già thêm đôi chút, cuộc sống nhiều thay đổi hơn xưa, tuy vậy tình anh em vẫn nồng nàn, ấm áp như thuở nào. Vào khoảng mùa hè năm 1972, chiến trận vùng 3 chiến thuật càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Thành phố An Lộc chịu đựng hàng ngàn quả đạn pháo ngày đêm, nhà cửa phố xã nát tan từng mảnh vụn. Dân chúng đã bồng bể dẫn dắt nhau bỏ hết tài sản theo quốc lộ chạy về hướng Chân Thành, về gần Sài Gòn. Tiên đồn Tống Lệ Chân được tử thủ bởi khoảng một tiểu đoàn biệt động quân đã bị cô lập nhiều tuần bởi cả trung đoàn chính quy Bắc Việt đang trình rập sát dưới chân đồi. Trực thăng tản thương và tiếp tế bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 và súng phòng không đe dọa trầm trọng, không thể đáp được trong ban ngày. Picker vận tải C-130 thả dù thực phẩm thuốc men, phần lớn đều bị gió đưa ra ngoài vào vùng kiểm soát của địch quân.
Việt Cộng thường xuyên pháo kích, đại pháo cài nát gần trọc hết ngọn đồi. Những chiến sĩ mũ nâu can ly núp trong những chao thông hào sâu trong lòng đất như những con rắn độc, đã quay hùng mãnh liệt đốn ngã những đợt tấn công biển người của Việt Cộng. Trung tá Ngôn, chỉ huy trưởng tiền đồn, kêu gọi không quân cho trực thăng đưa quân vào tăng viện và chuyển bớt thương binh về bệnh viện để ông rảnh tay chiến đấu. Lệnh từ Tổng Tham mưu Quân lực miền Nam đưa xuống yêu cầu cho trực thăng Chinook CH-47, phi đoàn 237 thi hành phi vụ cảm tử này. Lôi Thanh Một, phi đoàn trưởng, phi đoàn 237 nhận được mặc lệnh. Ông cho mở một cuộc họp kín với sự có mặt đầy đủ một số anh em phi hành đã có nhiều kinh nghiệm chiến trận để chọn người tình nguyện. Sau khi Lô Thanh Một tuyên bố lý do và cho biết mặc lệnh, không khí trong phòng họp lúc đó trở nên cực kỳ im lặng, nặng nề và khó thở. Không ai có một lời thêm bớt hay bình luận gì cả. Tôi nhìn tất cả các anh em hoa tiêu và anh em hạ sĩ quan phi hành, lông trùng xuống, mắt mờ đi, tâm não hoàn toàn như tê dại, tự nhủ thầm: người ta sắp bắt chúng tôi làm vật tế thân. Thật ra, tất cả anh em chúng tôi không phải là những người sợ chết hay muốn tránh né những phi vụ hiểm nguy. Nhưng cái bực tức không nổi lên được lúc đó là cấp chỉ huy đã không hiểu khả năng kỹ thuật cơ giới của một chiếc Chinook, hay vì sợ trách nhiệm nên sử dụng chúng tôi một cách bừa bãi. Cũng không thể dựa vào các yếu tố chiến tranh chính trị hay tâm lý chiến thuật nào khác để bào chữa cho phi vụ, vì nó có thể thực hiện được bằng trực thăng loại nhỏ UH-1 chở một lần 10 quân nhân và chọn thời gian đáp trong 5 lần khác nhau. Loại trực thăng UH-1 được chế tạo dùng trong chiến thuật đạt yếu tố bất ngờ trong lòng địch như chiến thuật diều hâu. Nó có khả năng xoay trở rất nhanh nhẹn, chỉ cần một thời gian ngắn trong khoảng 5 giây đồng hồ là có thể đổ được quân và đem được thương binh lên dễ dàng. Ta có thể ước đoán tổng thời gian kể như nguy hiểm nhất từ lúc vào bãi đáp cho đến khi rời khỏi vị trí một cách tương đối an toàn chỉ tốn vào khoảng 20 giây đồng hồ là tối đa. So với một chiếc Chinook CH-47 thật to lớn cành càng chở 50 binh sĩ khi hạ cánh với một tốc độ rất chậm vào một tiền đồn trên đồi không chỗ ẩn nấp, diện tích bãi đáp không lớn hơn khuôn viên một căn nhà. Xung quanh triền đồi toàn là quân chính quy Bắc Việt núp dưới giao thông hào chằng chịt với những đại liên phòng không tối tân của Nga Sô và Tiệp Khắc, hóa tiện SA-7, súng cỏi 82 ly và đại pháo 122 ly đã lấy tọa độ bãi đáp chính xác. Tôi giả sử binh lính Việt Cộng có mù mắt điếc tai, ngủ gục hết cả lũ, tính theo thời gian nhanh nhất khi tàu giảm tốc độ để chuẩn bị đáp an toàn cho 50 quân nhân chạy ra phía cửa sau đuôi và chờ kiên thương binh đưa vào, xong xuôi cất cánh ra tới vị trí tương đối an toàn, ít ra cũng phải mất hết khoảng 200 giây đồng hồ. Nếu ta thử so sánh thời gian nguy hiểm trên vùng với chiếc phản lực cơ F-5 khi chuối súng thả bom xong kéo lên trời vị trí chỉ trong tích tắc vài giây đồng hồ, mà đôi khi còn bị bắn hạ bởi SA-7 hay đạn phòng không một cách dễ dàng. Con chiếc Chinook to lớn gấp 2-3 lần, xoay sở rất chậm chạp, hai bên hông tàu mang cả chục ngàn lít xăng. Chỉ cần một phát súng nhỏ nhảy lửa là nó trở thành một cây đuốc khổng lồ, soi đường cho thằng chết. Không những thiêu mạng phi hành đoàn mà nó còn đốt cháy 50 quân nhân ngồi phía sau nữa. Trong phạm vi bài này, tôi không có ý gián tiếp chỉ trích cá nhân hay bất cứ một cấp chỉ huy thừa hành nào cả, vì tôi biết lệnh từ trên tối cao đưa xuống. Tôi chỉ đưa ra những dẫn chứng sai lầm về việc sử dụng kỹ thuật tác chiến cơ giới. Nhưng quân đội lệnh là phải thi hành. Nếu may mắn còn sống sót, không tật nguyền hoặc rứt tay kẻ cộng là điều đáng mừng, phước đức ông bà để lại. Một phút im lặng ngạt thở trôi qua,
như dò xét sự phản ứng của tất cả đoàn viên phi hành. Lôi Thanh Một cho biết rằng đây là lệnh của thượng cấp đưa xuống, nếu không có người tình nguyện, ông sẽ chỉ định người để thi hành phi vụ tối quan trọng này. Thời gian chậm chạp như muốn ngừng lại, tôi lên tiếng hỏi để biết nhiệm vụ chính của phi hành dùng vào công việc gì. Mặc dù tôi là trưởng phòng hành quân của phi đoàn lúc đó, nhưng ông ta cũng từ chối, cố ý để bảo toàn bí mật cho bài đáp. Khi Lôi Thanh Một vừa dứt lời, tôi nhận thấy đại quý Lê Văn Cầu, phi đội trưởng phi đội 1, ngồi bên ghế trái của tôi, đưa tay lên xin tình nguyện. Tiếp theo là đại quý Huỳnh Bá Hùng, phi đội trưởng phi đội 2, cũng đưa tay tình nguyện. Bây giờ cần một cơ phi xạ thủ và áp tải. Tướng sĩ Nguyễn Văn Tranh, trung sĩ Nguyễn Văn Hoàng cũng đưa tay tình nguyện. Tôi nhớ cũng còn nhiều anh em sĩ quan và hạ sĩ quan khác nữa cũng xin tình nguyện, nhưng sau cùng chỉ chọn được phi đoàn có đầy đủ khả năng như sau: trưởng phi cơ cho phi vụ đại quý Cầu, hoa tiêu phụ đại quý Hùng, cơ phi thượng sĩ Tranh, xạ thủ trung sĩ Hoàng và áp tải viên, tôi rất tiếc không nhớ rõ tên anh. Phiên họp kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Để bảo toàn bí mật phi vụ, lệnh phi đoàn cấm trại 100% cho tới khi nào công tác thi hành xong. Tôi đưa các anh em trong phi hành đoàn tình nguyện vào khu quán ăn của cư xã Hạ Sĩ Quan trong căn cứ không quân để dùng cơm chiều. 7 giờ chiều ngày 26 tháng 12 năm 1972, phi cơ được lệnh cất cánh từ phi trường Biên Hòa, liên lạc với CNC qua tần số vô tuyến FM để đáp vào An Lộc, nghe thuyết trình và nhận lệnh từ đơn vị bạn. Trời cuối tháng vào mùa lễ Noel nên có vẻ tối sớm hơn thường lệ. Những tia nắng hanh vàng đã bắt đầu nhạt dần ở phía bên kia đọc phi đạo. Sân bay đã vắng người qua lại, chỉ còn mình tôi lẻ loi đang ngồi đây để tiễn đưa anh em. Trong trận thế chiến vừa qua, phi đội thần phong cảm tử của Nhật Hoàng trước khi cất cánh ra trận được vinh dự đứng trước hàng quân uống cạn ly rượu sake hâm nóng trao tặng từ một tướng lãnh cao cấp để tròi bay vào tử địa. Còn các anh bây giờ được ai tiễn ai đưa, hàng quân vinh dự nào đứng dàn chào để tiễn biệt các anh. Tôi biết các anh cũng chẳng cần những thứ rườm rà màu mè đó, nhưng với ý chí và lòng dạ sắt son nguyện dâng hiến đời mình cho quê mẹ Việt Nam, nên các anh đã hy sinh tình nguyện chấp nhận phi vụ đáp vào một nơi được gọi là địa ngục trần gian. Phi cơ đã mất hút, chìm vào bóng hoàng hôn về hướng tây bắc chân trời. Tôi lặng lẽ lái xe trở về phòng hành quân phi đoàn để theo dõi tin tức phi vụ. Lòng lầm rầm khấn vải cầu nguyện cho các anh đi được bình an. Trách nhiệm phi vụ các anh chia đều cho nhau, đại quý Cầu chỉ huy toàn diện cũng như lo phần bay và điều khiển các cơ vận phi cơ, đại úy Hùng lo phần vô tuyến truyền tin liên lạc với CNC và đơn vị bạn cũng như kiểm soát bản đồ hướng bay và tọa độ hành quân, các anh em cơ phi xạ thủ và áp tải giữ an ninh phía trong tàu và đồng thời kiểm soát báo cáo các vị trí phòng không SA-7 của biệt cộng từ chuỗi băng lên để phi cơ tránh né, cùng lúc sử dụng hỏa lực tối đa của hai khẩu đại liên gắn hai bên thân tàu để làm áp lực địch. Kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối, phi cơ đã đến vùng chỉ định. Bên ngoài chỉ còn là một màu đen, xung quanh là rừng núi âm u của đêm sau ngày Chủ Giáng sinh. Thành phố An Lộc hoàn toàn như một bóng ma trong đêm, không còn một ngọn đèn đường nào đứng vững hay được trải sáng để ghi nhận là vị trí của một khu phố. Ngọn đồi Tống Lệ Chân cách đó không xa lắm, nghe tiếng phi cơ bèn chớp đèn hiệu. Không liên lạc được với CNC, hai anh cứ ngỡ đó là thành phố An Lộc nên cho phi cơ bay thẳng vào hướng có ánh đèn hiệu. Một phút sau,
những tia chớp sáng không ngừng được đại liên phòng không từ dưới đất bắn lên như pháo bông ngày Tết. Các anh mới nhận ra là đang bay hơi chết về hướng Tống Đại Chân. Đại Quý Cầu bình tĩnh kéo nhanh cần lái về phía phải cho con tàu lướt nhanh ra khỏi tầm hỏa lực địch. Cũng như lúc đó, Thượng sĩ Tranh báo cáo nhìn thấy đèn hiệu về hướng 1 giờ, cách đó không xa lắm. Sau khi quan sát thật kỹ và liên lạc được với quân bạn, Đại Quý Hùng ok, đưa ngón tay cái lên trời, đồng ý cho Đại Quý Cầu chuẩn bị cho phi cơ đáp xuống phía nam của An Lộc. Sau khi kiểm soát lại phi cơ, mọi sự đều an toàn. Anh em phi hành đoàn được đưa vào bộ chỉ huy hành quân tiền phương để nghe thuyết trình phi vụ. Sĩ quan tình báo cho biết quân chính quy Bắc Việt được trang bị với đại liên phòng không đủ loại đang ẩn nấp dưới các hầm hố xung quanh chân đồi. Tin cũng cho biết thêm là chúng cũng có thể đã được trang bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 để chống lại các loại phi cơ chiến đấu của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ chính của phi vụ là chở 50 lính biệt động quân để tăng viện và thay thế những người ở quá lâu trong đó, đồng thời rút về một số thương binh. Phi vụ rất giản dị có thế thôi, nếu ở một vị trí nào khác thì công việc không có gì quan trọng hay đáng nói cả. Giờ hẹn tại bãi đáp là đúng 12 giờ khuya. Trung tá Ngôn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 92 biệt động quân phải chuẩn bị sẵn sàng tại bãi đáp, đèn hiệu phải đặt dưới hầm trú ẩn để biệt cộng khỏi nhìn thấy. Phi hành đoàn hợp nhau để bàn về kỹ thuật đáp và phân chia công việc cho mọi người. Tàu sẽ chở 50 quân nhân với trang bị vũ khí đầy đủ là một việc khó khăn cho Hoa Tiêu điều khiển phi cơ để tránh né đạn phòng không vì quá nặng nề, không xoay sở nhanh chóng được. Nếu bay sát ngọn cây với tốc độ thật nhanh, đột ngột từ phía chân đồi nhảy lên thẳng bãi đáp quá nhỏ, xung quanh là ổ súng của tiền đồn, thì là một chuyện không thể thực hiện được, nhất là về ban đêm như tối hôm nay. Chỉ có loại phi cơ nhỏ một cánh quạt như UH-1 hay H-34 là có thể thực hiện được lối bay nguy hiểm tránh phòng không này. Như vậy, chỉ còn một giải pháp cuối cùng là kỹ thuật đáp 360 độ. Câu Ba Hùng đều đồng ý với lối bay này, tuy nó rất nguy hiểm vì sẽ làm mồi cho súng phòng không, nhưng còn có cơ hội sống sót nhiều hơn là kỹ thuật bay nhảy bổ vào lúc ban đêm. Đúng 11 giờ 45 phút khuya, trời bên ngoài tối om như mực, 50 quân nhân biệt động đã ngồi yên lặng trong lòng tàu. Đại Quý Cầu cho quay máy chuẩn bị cất cánh. Âm thanh phản lực của hai động cơ gắn phía sau hòa lẫn với tiếng cánh quạt quay đều trong gió, nghe như tiếng trống phẫn nộ của rừng xanh vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Đại Quý Hùng kiểm soát lại các tần số liên lạc với CNC và các danh hiệu đơn vị lần cuối. Thượng sĩ Tranh báo cáo cho trưởng phi cơ tình trạng tàu tốt, sẵn sàng cất cánh. Hơn 11 giờ 50 phút, CNC cho lệnh cất cánh lấy cao độ khoảng 2.000 bộ trước chỉ hướng Tây Nam vào thẳng Tống Lệ Chân. Đại Quý Cầu ra lệnh cho Trung sĩ Hoàng lên đạn hai khẩu đại liên để sẵn sàng tác xạ. Đèn bên ngoài phi cơ đã tắt, chiếc phi cơ hiên ngang như một dũng tướng ngày xưa, đơn thương độc mã tiến vào trận địa. Đại Quý Hùng chỉ về phía trước mặt, đèn báo hiệu bãi đáp đã nhấp nháy dưới hầm, tiên đồn Tống Lệ Chân gần kề trước mặt. Ok, đáp xuống. Tôn thân phi cơ như hụp xuống khỏi mặt nước, xoay tròn thật gấp 360 độ về phía trái như muốn vỡ tung, hết sức khó chịu vì rút rơi lúc đáp quá nhanh từ trên cao độ. Đâm, đâm. Như cối lửa to lớn đang chớp nhỏ phía dưới, chúng đang pháo kích vào bãi đáp. Địa ngục trần gian bắt đầu cơn bão lửa. Đang phòng không dưới chân đồi đã tập trung chăng chằng chịt cả màn đêm. Những viên đạn đỏ tươi như màu máu vọt lên đang vào nhau thành những tia sáng như hình rẽ quạt
quét trọn cả vùng trời, nhắm về hướng Piker đang lơ lửng xoay tròn giữa không gian. Vì trời quá tối nên nhiều chải sáng được địch quân bắn lên để cho chúng dễ dàng nhận diện Piker của ta. Dưới ánh sáng nhân tạo của các trái hỏa trâu, con tàu thật lẻ loi đơn độc, không thể giấu mình trong màn đêm được nữa. Đã gánh chịu hàng trăm viên đạn của loài quỷ đỏ hung hăng kim vào thân xác như một con đại bàng bị tên trúng vào tử nguyệt. Nhưng quai hùng giang cánh thản nhiên đáp trên đầu địch. Đại quý hùng không còn liên lạc qua tần số vô tuyến với CNC được nữa. Cơ phận phát điện bị trúng đạn phát hỏa. Hệ thống thủy điều bị bể ống hoàn toàn, ngưng hoạt động. Cân lái bị quá chặt cứng, không còn điều khiển được nữa. Đại quý cầu như tê dại, nhìn thẳng phía trước, dùng hết sức còn lại với phản ứng tự nhiên của mình, cố điều khiển để cho con tàu rơi từ trên cao hơn 30 bộ xuống bãi đáp. Thân phi cơ chạm mạnh trên đất, nhảy dựng trở lên, uống mình như con khủng long hung hăng chạy chết. Những cánh quạt phía trước chặt mạnh vào ụ súng của tiên đồn, tan nát, văng từng mảnh vụn. Lửa khói đã cuồn cuộn cháy ở phía sau đuôi, đạn súng cõi hỏa tiễn địch quân liên tiếp pháo vào. Những chuỗi chài nối tiếp nhau chớp sáng của tạch đạn nổ lông trời, các bụi tung bay mù mịt cả bốn bề. Con tàu sau vài giây đồng hồ mới chịu đựng yên, chấp nhận ngày cuối cùng của đời Bảnh Long trên ngọn đồi xa lạ này. Lửa đã cháy dữ dội hơn, một số biệt động quân còn sống sót, cháy tràn ngập ra phía trước phòng lái, tìm cách thoát ra ngoài. Đại quý cầu cảm thấy đau đớn, nhức nhối ở gót chân mặt, nhưng vì sự sống còn, anh cố gắng lách ra từ phía bên trái của sổ Piker. Bên kế phải, đại quý hùng đang bị buộc chặt, vì dây an toàn bị cạy chốt, ghi chặt anh vào thành ghế với áo giáp súng đạn mang lĩnh khỉnh bên hông, lại bị lính biệt động quân chen lấn thoát thân đe chặt anh xuống ghế. Lửa đã cháy sát bên lưng, sức nóng hừng hực của cả ngàn lít dầu táp vào mặt, anh cảm thấy gần như tuyệt vọng. Trong lúc đó, một anh lính biệt động quân sau cùng vừa trèo lên để chui ra thì bị một mảnh đạn pháo kích trúng vào đầu, bị thương ngã người lại phía sau. Tay anh lính níu chặt lấy chiếc gối nệm phía sau lưng đại quý hùng để khỏi ngã quỵ xuống sàn tàu. Chiếc gối rút ra văng xuống theo tay anh lính. Nhờ cơ hội may mắn hiếm hoi này, đại quý hùng lòn mình thoát ra được từ chỗ trống trên nóc phòng lái. Trung sĩ Hoàng nhờ trời Phật che chở nên chui ra ngoài được an toàn trước khi Piker phát nổ. Tất cả những anh em thoát chết đều cố gắng bò nhanh xuống hầm trú ẩn cực đó. Đạn pháo vẫn tiếp tục rú lên trong gió, gây ra những âm thanh thật kỳ dị, nghe như tiếng ma tru quỷ trống trận cả người. Lửa cháy Piker soi sáng cả góc trời. Có lẽ giờ phút đó dưới chân đồi, trong các hang hốc chằng chịt, loài quỷ đỏ đang ăn mừng nhảy múa bên các vong linh quan hồn mà chúng vừa mới sát hại. Trung tá Ngôn cho anh em biệt động quân ra khiêng đại quý cầu và băng bó. Kiểm điểm quân số phi hành đoàn, không thấy thượng sĩ Tranh. Sáng hôm sau, mọi việc tương đối yên lặng. Anh em lần mò bò ra Piker để lấy xác, vì có rất nhiều quân nhân biệt động đã bị súng phòng không của biệt cộng bắn chết trong lúc đáp, cũng như bị thương chạy ra ngoài không được, bị chết cháy trong tàu. Phi hành đoàn nhận diện được dấu tích của thượng sĩ Tranh, mặc dù đã bị cháy tan biến, nhưng thẻ bài kim loại và súng đạn anh mang theo cho biết rằng anh đang đứng gần cửa phía sau thân tàu, có thể anh bị trúng đạn phòng không bắn chết trước khi đáp. Đại quý hùng thu nhật cẩn thận tất cả thân xác còn lại của anh chờ ngày mang về để mai táng. Khoảng 3 ngày sau, phi hành đoàn được báo cáo là sẽ có một phi hành đoàn UH-1 vào trước về. Mọi người thức suốt đêm chờ đợi.
sau cùng được bảo là phi vụ cấp cũ bị lộ nên bãi bỏ, không thể nào trước các anh ra được. Những giờ phút ở đây thật dài vô tận, những giấc ngủ chập chờn, tứ thần luôn luôn rình rập, ranh giới giữa sự sống và chết gần như lẫn lộn, không giới tuyến rõ rệt. Các anh lính mũ nâu anh hùng chiến đấu thật cô đơn cam khổ, đáng báo địch ngày đêm từng chập không ngơi nghỉ. Tiếng trống tiếng lo của loài quỷ đỏ vẫn hò hét, kêu cào dưới triền núi bộc lên như tiếng khóc than từ địa ngục. Những anh lính biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa ngày đêm ghì chặt tay súng, núp sâu dưới lòng đất, sẵn sàng đứng lên để đập vỡ cái mưu toan của chúng, muốn biến nơi này thành mộ chôn tập thể. Vào khoảng 9 giờ tối của đêm thứ năm, Trung tá Ngôn cho phi hành đoàn biết mặc lệnh từ bộ chỉ huy hành quân không quân là sẽ có người vào trước anh em trong giờ giao thừa của đầu năm dương lịch. Mọi trách nhiệm và kế hoạch chi tản được chuẩn bị đầy đủ. Trung sĩ Hoàng sẽ cõng đại quý Cầu bị thương chân không đi được, đại quý Hùng sẽ ôm sát thượng chỉ Tranh cố gắng chạy nhanh ra tàu. Bây giờ là 23 giờ 55 phút đêm ngày 31 tháng 12 năm 1972. Chỉ còn 5 phút nữa là năm mới sẽ đến. Trong những giây phút thiêng liêng này, ở các quốc gia khác, người ta đang hạnh phúc sung sướng bên những ly champagne sùi bọt, những lời chúc an lành, những nụ hôn ấm cúng, những dạ hội, những vũ điệu, những bài ca gần như bất tận trong đêm. Còn tại nơi đây, nơi một quốc gia nhỏ bé, một tiên đồn heo hút nằm giữa rừng hoang vắng, nơi mà những căm thù được dựng lên bằng những suy luận vô lý của hai ý thức hệ ngoại lai. Hỡi những người Việt Nam da vàng máu đỏ, tại sao và tại sao? Tiếng động cơ trực thăng đã bắt đầu nghe rõ từ hướng đông bắc, như một thiên thần từ trời cao đang ngang nhiên tiến vào chiếm tuyến giữa đêm trừ mịch để cứu người lâm nạn. Đạn lửa phòng không nổ tròn như pháo Tết, hóa tiễn y âm rơi vào bài đáp. Cộng sản đang làm lễ đăng quang để tiếp trước thiên thần đang giáng thế. Thất bình tĩnh với nụ cười ngạo mạn, Trung Quý Phát từ phát xuất đã nhiều lần vào sinh ra tử, kéo léo đặt con tàu vào bãi đáp một cách dễ dàng. Bên kế trái, Hoa Tiêu Phụ là Trung Quý Bằng, một cụ biệt động quân biên phòng, một người anh hùng luôn luôn đặt nặng trách nhiệm và bổn phận của tổ quốc giao phó trước sự sống còn của đời mình. Đạn pháo kích vẫn tiếp tục rơi tới tấp, những cái chớp nhoáng lập lòe gây ra một thứ ánh sáng cực kỳ mang rợn. Trung sĩ Hoàng hết sức khó khăn vất vả mới đưa được đại quý Cầu lên tàu. Đại quý Hùng nhất quyết ôm chặt trò xác của thượng sĩ Tranh lân mò chạy theo sau. Phi hành đoàn đã lên tàu đầy đủ. Trung Quý Bằng đưa ngón tay lên trời ra dấu cho trưởng phi cơ Trung Quý Phát sẵn sàng cất cánh. Như một con chiến mã thật hiên ngang nhảy vọt lên không trung chỉ trong tích tắc, sau đó đã lặng lẽ biến mình trong màn đêm dày đặc. Xin giả biệt Tống Lệ Chân, giả biệt những anh hùng mũ nâu biệt động. Qua tần số radio của Đài Phát thanh Sài Gòn, chung kiển nhà thờ đã rộn rã khua lên từng hồi để chào đón một năm mới vừa đến. Các anh Cầu, Hùng, Hoàng và bông linh của thượng sĩ Tranh cũng như phi hành đoàn UH-1 cấp cũ anh Phát, anh Bằng. Hôm nay tôi viết bài này để nhắc nhở những chiến tích oanh liệt can trường của các anh. Các anh là những anh hùng của không quân nói riêng và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Vì vận nước, các anh đã chia tay nhau mỗi người mỗi nẻo khắp nơi trên thế giới. Nhưng tinh thần Tống Lệ Chân của trên 23 năm về trước, các anh đã thể hiện được tình huynh đệ chi binh, quên thân mình để cứu giúp đồng đội chiến hữu. Tôi cầu nguyện và chúc các anh em gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Riêng thượng sĩ Tranh, tôi xin thành tâm khấn vái cầu nguyện cho vong linh anh được yên lành trong thế giới bình cũ, hãy vui trong giấc ngủ bình yên.